Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại video của mình. Mình là Bo đây. Hôm nay mình sẽ review cái cây phát sáng ấy. Loa phát sáng mình chỉ cần đẻ cái thôi, xong mình lắc lên ấy, nó sẽ phát sáng ấy, các bạn biết không? Hôm nay mình có một người mới, đó chính là em mình. Em đi. Mình là đi. Đây là em gấu. Mình là gấu. Mình là Bo. Bo gấu. Hôm nay ok. Đây tôi là Glow Static. Ui, nhìn cái này. Các bạn có ý tưởng gì không? Mình có ý tưởng là dán lên quần áo xem như thế nào. Các bạn muốn dán quần áo thì các bạn xem mình nhá. Let's go. Các bạn ơi, đây là cây phát sáng. Tới bây giờ mình sẽ thử nghiệm xem độ sáng của nó sẽ như thế nào. Bắt đầu. Bé, sống lắp lên. Ui, nó sáng quá to. Làm việc cách con chê. Làm việc cách con chê và đi ánh sáng thôi. Ding 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 ding. Mọi người nhìn thấy gì không? Tuyệt vời. Quay cu. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ chế tạo. Mình sẽ cho cái cây phát sáng với bộ quần áo của mình để xem nó sẽ như thế nào. Các bạn xem mình nhá. Let's go. Các bạn ơi, đến lúc mình cũng phải chế tạo một bộ quần áo phát sáng rồi. Let's go nào. Một đống rồi, nhiều lắm các bạn ạ. Nhìn lấy của em như đấy, nhìn anh cắp ấy. Nhìn lấy của mấy em kia kìa. Các bạn ơi, ở đây rất là nhiều cái ống nối. Cái ống nối này có thể giúp mình làm bao nhiêu là đồ nè, kính nè, dán lên quần áo nè. Đấy, nhiều lắm. Nhưng mà mình định làm cái kính trước. Mình bây giờ sẽ làm kính trước. Bây giờ chơi của ta. Bây giờ mình sẽ tìm nguyên liệu để làm cái kính. Đây, mình làm cái kính nha. Nhét cái này vào đây này. Nhét. Nhét đây. Ta-da. Một mắt kính. Mình nhét từ lấy rồi. Chả ra gì. Ok, nắp ra gì rồi. Cái thứ hai chắc khó lắm ý. Một tí. Bây giờ còn được ra mắt kính rồi các bạn. Ôi ôi xong quê. Các bạn ơi, mình ui giời ơi, cái này khó các bạn ạ. Các bạn ơi, đây cái kính của mình nhá. Đây các bạn biết không biết sử dụng đâu. Đây. Này. Mở ra. Mở vào xong mình sẽ đeo kính vào. Xong mình sẽ. Ui giời. Hỏng ơi. Các bạn hỏng ơi. Giờ mình điên quá. Các bạn thấy cái kính của mình có xinh không? Xinh thì cho mình giúp like nhá. Mình muốn lấy cậu không nhìn thấy đâu. Chỉ cái kính bạn ấy nhìn thấy thôi. Mắt bạn cũng nhìn thấy rồi. Tiền 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 tiền. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ ra ngoài cùng các em chế tạo tiếp một quần áo nhá. Let's go, let's go. Đây là kính của mình. Như của mày. Mình cũng vào nha các bạn.
tiền mình đã chỉ đạo xong ba cái kính. Yeah, mình quẩy 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 đây quẩy đây quẩy đây anh nhìn mình ngày hai tới đi ngủ rồi kính rồi. Chuẩn bị công đoạn xuống rồi các bạn ơi. Các bạn ơi, chuẩn bị công đoạn xuống rồi. Bẻ này còn phê hơn. Bây giờ mình bẻ đã. Rồi với nối quần áo. Trời, thất điền. Bẻ đây anh em. Bẻ đi. Kê. Ồ. Thế là nào? Hát. Ồ. Các bạn nhìn bé này mấy cái này cực cà cà sướng đi. Sướng cực các bạn. Như cầu vồng ấy các bạn ạ. Màu xanh. Thôi làm đi, tía mình còn chơi nữa mà. Ok, làm luôn. Làm vòng siêu cấp. Ôi dồi ôi, tôi làm vòng siêu cấp. Cuối cùng mình cũng làm được hai cái tay, hai cái chân với lại một cái người. Cái này phải là ba chứ các bạn. Ôi, cái này không quá sáng rồi. Ok, có con đây. Hai cái, ba cái. Có cấu đây. Hai cái, ba cái. Cái nữa. Các bạn ơi, công đoạn bây giờ mình sẽ dán băng dính vào người. Đây, mình sẽ dán vào em mình trước. Đi đã để sẵn băng dính rồi. Bây giờ mình chỉ cần dán thôi. Cái mình run quá. Đây, mình xem. Giữ đi. Mình lấy một cái băng dính. Em giữ đi. À. Chắc gấu cả này vẫn phải chịu đời. Chịu thôi. Super Idol Me. Em giữ đi. Như cả vào túi nhỉ? Ừ, như cả vào túi. Anh lấy vào gì? Đây. Lại. Ok, chân. Chân. Bây giờ mình sẽ thử nghiệm gói đầu tiên, bắt đầu. Đây là thành quả của các em và mình. Các em mới tự làm còn đẹp hơn, mình làm còn nhìn xấu lắm. Thôi cứ kệ đi, cứ muốn xem có đẹp không đã, xem thành quả mình như thế nào.
ê ê ê ê ê ê ê ê ê thấy có đẹp không? Đẹp thì cho mình nút like nhá. Ừ, cái like thứ hai đấy. Ê 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 tăng 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 chiến trường của mình. Ta-da! Ta-da! Nhìn nhìn như cỡ ba chiến trường phiên bản nhiều rác, như cỡ trên núi đầy rác ấy. Còn bây giờ thì gần muộn rồi, gần hết video rồi. Nếu các bạn thấy video này hay cho mình nút like, nút đăng ký để mình có động lực để làm ra video mới nhá. Bye bye! Yeah!